là cảnh sát được tăng cường ở các cái ngã tư rất là đông. Bây giờ là người ta đang ngăn đôi giữa hai làn đường, giữa hai luồng đường bên chiều này và bên chiều đi ngược lại để mà ngăn chặn cái tai nạn đáng tiếc như ở Itaewon ấy. Có vẻ như là em cún bị cay. Khổ thân quá. Cay nhưng mà vẫn thích ăn. Các bạn ơi, bây giờ nhà mình đang ở Hongdae. Đây là một cái điểm mà lần trước là mình đã từng quay phim rồi, nhưng mà lúc đấy là chưa đưa bố mẹ đến. Và hôm nay thì muốn là đưa bố mẹ đến để trải nghiệm cái không khí Giáng sinh ở Hongdae, một tụ điểm văn hóa của giới trẻ Hàn Quốc. Bây giờ mình đang vừa mới đi ra khỏi ga tàu điện ngầm xong. Và đường rất là đông. Đúng là Hongdae bất bại. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Hongdae lúc nào cũng đông đúc cả. Và bây giờ đang là vừa lúc 8 giờ tối. Mọi người đã rất là đông rồi. Và các bạn ơi, cảnh sát có thể nói là đứng đầy đường. Bởi vì có lẽ là để phòng trừ cái những cái tai nạn đáng tiếc như đã xảy ra ở Itaewon. Cho nên hôm nay mình thấy là cảnh sát đứng ở rất là đông. Ở tất cả mọi ngã tư cũng như là ở giữa những cái đoạn đường mà đông người thì đều có cảnh sát đứng để mà can thiệp kịp thời. Hongdae thì ngõ rất là rộng, không như là khu vực Itaewon. Cho nên là mặc dù cái khả năng xảy ra rất là thấp, tuy nhiên là cảnh sát cũng như là các cơ quan chức năng thì cũng đều hết sức là cảnh giác. Úi dạ. Wow, oppa, 정말 나 여기 저기 여기 이 이날에 홍대 온 적이 없어. 어. 홍대 온 적이 없어. 그래. 다 그 명동이나 뭐 시청이나 찍었었기 때문에. 아, 그래? 이걸 생각 했던 건데. 어. 이제 굳이 그렇게 나이 때문에 주눅들 필요가 없다는 거지. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mà mình đến Hongdae trong dịp Giáng sinh này. Trước đây thì toàn đến những cái tụ điểm như là Myeongdong này hay là tòa thị chính Seoul thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến Hongdae nhân dịp là tranh thủ đưa bố mẹ đến luôn. Hongdae lúc nào cũng đông đúc như thế này các bạn ạ. Đường phố cực kỳ đông luôn. Và có thêm một cái điểm đặc biệt nữa, đó là cảnh sát đứng đầy đường. Wow. Đúng là Hongdae có khác, đông đúc thật luôn. Ồ, món bột cát. Cùng hộp băng. Ồ, trước tiên là anh Trang kêu rủ là đi một vòng đã. Cún có cái quả mũ, không thể ấm hơn. Không thể ấm hơn được cún ạ. Hôm nay vừa mới được mẹ mua cái áo mới, cái áo đen. Cả nhà mình đều trong trang phục đen luôn. Mà các bạn có thấy không, ở người Hàn Quốc mùa đông người ta cũng mặc màu sắc chủ đạo là màu đen luôn. Rất là nhiều màu đen ở trên đường. Cái đấy là cái đặc điểm của mùa đông Hàn Quốc. Mình mẹ mặc áo trắng. Mình mẹ mặc áo trắng. Có đôi người. Không phải là một mình mẹ nhá. Nhìn điểm điểm này cũng nhiều đấy chứ. Bố ra tay cún đi trước rồi. Hôm nay cũng không, hôm nay là đang âm 7 độ hay là âm 8 độ gì đó, nhưng mà cũng không đến nỗi lạnh quá. Con thấy bỏ tay ra ngoài này vẫn không sao. Chê đi nó mà kì ra đi quỷ xa. Cú đang chờ mẹ rồi. Ông mắc kì ra đi không phải như cô? À, như cô. À, chính xác. Nhưng chỉ cần phía chết chê ra chú cô, ông mắc không. Chê đi mãi ngắm nhìn những cái ánh đèn ở trên đường. Không nhớ mẹ dần nữa, không còn nhớ mẹ nữa. Cứ tưởng là đứng đợi mẹ, hóa ra là mãi đứng ngắm. Mãi đứng ngắm đèn thôi. Mẹ vừa mới bảo là các bạn thanh niên vẫn mặc váy ngắn, mặc quần tất mỏng. Mặc dù bất chấp thời tiết rất là lạnh. Và đến với Hongdae thì không thể nào bỏ qua những cái buổi biểu diễn đường phố được rồi. Bây giờ mọi người đang đứng xem rất là đông. Và có lẽ là hôm nay thì mình sẽ không quay cái biểu diễn đường phố này nữa, mà sẽ chủ yếu là quay đường phố cho các bạn ngắm.
xem là đường phố Seoul vào ngày Giáng sinh thì đông như thế nào. Và một cái nữa là nếu như mà quay biểu diễn như thế này thì là hay bị vướng phải cái bản quyền ca nhạc ấy. Đi nào cố nào, đi sang đường thôi. Có no cả cha. Ba gam bù đi nè. Đang đèn đỏ phải đợi một chút. Ôi cha. Hello Hồng Đề. Bây giờ thì mình sẽ đi sang cái ngõ này. Hy vọng là bên đấy sẽ có cái gì đó để ăn. Ở bên này thì chủ yếu là các quán mà ngồi trong cửa hàng với cả biểu diễn ở ngoài trời thôi. Còn ở đường phố bên này thì sẽ có những cái khu bán ở ngoài trời. Anh Cha Kêu vừa mới hỏi mình là thích đi theo lối nào. Mình bảo là anh thích đưa em đi lối nào cũng được. Vì thực sự là mình không thể nào mà nhớ được đường ở đây ấy, cũng như là phân biệt phương hướng. Cún ơi, đông quá trời. Macaron chưa chốt, 3,500원짜리 macaron. Macaron? Ồ, 그래 macaron. 원래 macaron 엄청 좋아하는데. 아, mẹ đang bảo là cảnh đang thấy cảnh sát đứng đầy đường vì rút kinh nghiệm từ lần trước. À, các bạn ơi, bây giờ là người ta đang ngăn đôi giữa hai làn đường, giữa hai luồng đường bên chiều này và bên chiều đi ngược lại để mà ngăn chặn cái tai nạn đáng tiếc như ở Itaewon ấy. Các bạn có thấy cái hàng rào sắt được chặn ở giữa đường không? Và cảnh sát cũng đứng ở đây nữa. Bạn, nhưng mà mình thấy rằng là với cái lượng số lượng người như này thì cũng không đến nỗi là đông các bạn ạ. Cũng chưa phải là quá đông. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy là xe cảnh sát và xe cứu thương đang túc trực ở đây. Chắc là trong suốt ngày hôm nay và ngày mai thì họ sẽ đứng ở đây thôi. Đoạn này thì là vắng hơn một chút rồi. Đoạn kia thì rất là đông. Anh Trang Yêu muốn tìm một quán để ăn gà rán mà đang không tìm thấy. Hai bố con đang đi tìm. Không biết là còn phải đi đến đâu nữa. Oppa, 여기 없는 것 같아. 우리 돌아갈까? 돌아가자. Cherina, 돌아가자. Chắc là phải quay lại thôi, bởi vì ở đây không thấy quán gà rán nào. Kêu muốn đi ăn gà rán, kêu là đói. Nên là nhà mình đi ra chỗ đằng kia, quay lại đằng kia để đi xem có không. Chupuk tteokbokki. Bố lạnh không? Đang no. Lo sao? No. À no ạ. Đang no. Bố bảo vẫn đang no. Kêu thì kêu đói. Ô áp bác à, chứ phê buru đè. Phê buru? Phê gà, chứ phê gà yạc gàn, sư chọc áp hồ. Phê gà áp hồ? Ồ. Nên phê gà gopa. Phê gopa. Anh Trang kêu vì đói, bố thì no. Bún thì rất muốn là đi chơi thêm ở ngoài đường, không muốn vào. Mẹ thì sao? Mẹ cũng no à? Mẹ cũng no. Mẹ cũng no. Oppa, 엄마도 배부르대. 우리가 다른 메뉴 있을까? 다른 메뉴 뭐? 가봐야지 알지. 뭐 빵이나 카페 가가지고 앉아서 빵 먹지 뭐. 아무튼 가보고.
일단 치킨집 보여야지. 그래, 한번 들어가 볼까? 체린 거 말고 뭐니 봐. 그 안 게임 해라 니 봐. 안 들으세. 오빠 한번 들어가 볼까 우리? 들어가자. 아이스크림 먹을래? 들어가 봐. 줄 서는 거 아닌가? 모르는 거 아니야? 이거 아니야 이거? 아 베스킨 러빈스인가? 아 맞네. 안쪽에 자리 없어요. 자리 없어요. 자리 없대 체리나. 홍어 좀 오이. không không đây có người khác ngồi rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình vừa mới vào trong một quán gà. Cả nhà mình vừa mới vào trong một quán gà các bạn ạ. Đi ở ngoài đường lạnh quá và anh Trang yêu đói nữa nên là vào quán gà. Mình gọi một ít bia nhưng mà ở đây người ta bảo là đi cùng với trẻ con nên là không được gọi bia. Thế nên là gọi coca, gọi saida cho mẹ với cả con. Cherin mùi mọc ra. Mùi luôn xếp mùi mọc đấy. Trẻ con là không được gọi bia. Đi với trẻ con là không gọi bia. Bởi vì người ta sợ là có thể là cho trẻ con uống bia ấy. Người lớn gọi nhưng mà biết đâu trẻ con lại uống bia ấy. Các bạn ơi, gà vừa mới ra rồi. Gà vừa mới ra rồi đây. Mọi người đang bận ăn quá à? Anh cún thèm ăn. Anh Trang kia bảo rằng là bởi vì là do Covid cho nên là mọi người đều rất là gọi là yên lặng ấy, yên tĩnh ấy, cho nên là nghe thấy tiếng mọi người nhiều như này cũng cảm thấy vui, cứ như là tiếng nhạc ấy. Có vẻ như là em cún bị cay. Khổ thân quá. Cay nhưng mà vẫn thích ăn. À chơi đi gió gì cái tấc. Gió gì cô xịp tè. Nóng quá. Ah,
Ông già tiết, ai đó đã làm một ông già tiết ở đây. Thôi đi về thôi các bạn ơi, mình vừa mới ra khỏi quán gà rồi, vừa ăn rất là no rồi và cũng ấm nữa. Và bây giờ ra ngoài trời lạnh quá. Bây giờ sẽ về thôi, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, hơi muộn một xíu. Bố mẹ chắc là cũng buồn ngủ rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ về đi ngủ thôi. Bảo về mà nhất định không chịu về, cứ phải chạy vòng quanh con ông già tuyết. Cứ phải chạy vòng quanh ông già tuyết mới chịu cơ. Bảo về không chịu về. Theo ông già tuyết người ta làm như nào nào. Ông già tuyết này có hai cái mắt là hai cái nắp chai nước khoáng, cái miệng thì là một cái thanh gỗ ạ. À. Cộng với được có cả cắm tóc ở trên nữa. Các bạn ơi, bây giờ buổi tối và mình thấy là cảnh sát hình như là được tăng cường hay sao ấy. Họ đứng ở ngoài đường khá là nhiều. Có vẻ như là buổi tối rồi cho nên là cảnh sát được tăng cường ở các cái ngã tư rất là đông. Nghe thấy cả tiếng còi. Cảnh sát đang dẹp đường. Rồi sau một hồi thì em Cún cũng đã chịu rời ông già Noel để lên đường trở về nhà. Tạm biệt Hung Đê tại đây. Và xin chúc các bạn một Giáng sinh an lành. Thích video này thì hãy cho mình xin một like cũng như là đăng ký rung chuông để cùng đồng hành với gia đình mình trong nhiều video nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.